Dạ, em xin chào toàn thể các chị ạ. Chào mừng các chị quay trở lại kênh Nghiện Kiểng Lá của em ạ. Thì hôm nay em tiếp tục em lên em thanh lý cái lô cây cây ma mì anh chị nhé. Và cái lô cây này thì bên em đã trồng sang những cái chậu có trụ sẵn như này rồi anh chị nhé. Và đa phần là những cái chậu mà có trụ sẵn ấy, thì tụi em sẽ trồng là hai cây vào một chậu. Có nghĩa là cái chậu là hai thân nha anh chị. Và cái chậu hai thân như này thì anh chị sẽ được lợi hơn. Thứ nhất là tụi em đã trồng và nó đã đang cái đà nó đứng thẳng lên rồi anh chị đây này. Nó sẽ đứng thẳng hết lên như này nha anh chị. Về là anh chị chỉ việc nối thêm trụ thôi. Đó, chỉ việc nối thêm cái trụ và cho nó leo tiếp thôi nha anh chị. Tất cả những cái cây này thì tụi em trồng và nó đã đứng thẳng hết lên như này rồi. À, có nghĩa là về mình chỉ việc chơi thôi, không cần phải làm thêm gì nữa. Và đặc biệt là khi mà anh chị chốt được cái chậu hai thân này thì em sẽ tặng thêm cho anh chị là mỗi một chậu là thêm 3 cái trụ nữa, tức là nó sẽ cao được lên thêm 60 phân nữa. Thì anh chị lúc đấy chỉ việc bỏ thêm cái giá thể thôi là anh chị có thể để cho nó leo lên được rồi. Dạ, em cũng xin báo giá luôn để anh chị cùng tham khảo nhé. Những cái chậu cây má mì như này là những cây lớn rồi, tụi em trồng lâu rồi. Đây này, nó rất là dài như này rồi anh chị nhé, nó dài rất dài rồi. Em sẽ quay sơ sơ một vài cái chậu để cho anh chị dễ hình dung. Đây, có những cái chậu như này này, cái thân nó sẽ như thế này nha anh chị này. Đó, trồng từ tụi em trồng được gần một năm rồi. Tầm gần 10 tháng rồi. Lá thì trên 20. Lá thì trên 20 rồi nha anh chị. Và cái lô này em sẽ thanh lý một chậu này á là ngày xưa thì em bán là 200 một chậu này, cộng thêm cái chậu với cái trụ nữa là đâu đó khoảng tầm trên 20 ngàn nữa. Nhưng mà bây giờ em sẽ bán bớt lại và em bán cả chậu kèm trụ luôn. Hai thân này là 180 ngàn nha anh chị. Đó, nói chung anh chị bỏ ra 180 ngàn là anh chị được có một cái tác phẩm một chậu hai thân rồi. Đó, những cái chậu tuyệt vời như này này anh chị này. Cái lá này trên 20 hết rồi nha anh chị. Đó, những cái chậu hai thân thì những cái lá nó đẹp như này này. Tại tụi em lên chậu lâu rồi. Ở đây em không còn nhiều đâu anh chị, ví dụ như anh chị bên cửa hàng á hoặc là bên tiệm cây á chốt được cái lô này em thấy cũng khá hợp lý thôi. Tại vì nó có sẵn chậu sẵn trụ và nó cái cây của mình cũng dưỡng sẵn hết rồi. Đẹp sẵn rồi. Anh chị về chỉ việc cho leo thêm một chút nữa anh chị bán giá cũng khá là cao đấy. 180 ngàn nha anh chị. Đó, 180 ngàn chậu hai thân. Thì cái lô này tại vì bên em bây giờ đang còn nhiều quá, không có chỗ để trồng cái cây khác, buộc em phải thanh lý đi để em chuyển sang cái cây khác em trồng, trồng thêm giống nữa, đâm ra là cần phải thanh lý đi. Rồi anh chị nào mà lấy được số lượng nhiều thì inbox cho em nhé, số lượng nhiều thì em cũng có giảm thêm phần trăm nữa cho anh chị nữa. Rồi, nhà vườn em ở Lâm Đồng, anh chị có nhu cầu cây á thì bên em có ship toàn quốc nha anh chị. Và em cũng nói một chút là bên em thì em không có ship COD, đặc biệt là những khách mới là em sẽ không ship COD nha anh chị. Chuyển khoản chứ em cũng không nhận cọc luôn nha, chuyển khoản hết em mới ship. Và anh chị còn cái thắc mắc là về bên đơn vị em hoạt động như nào và cái cách thức như nào thì anh chị có thể vào một số cái trang cá nhân của tụi em. Bên em sẽ ghi một số cái thông tin về trang cá nhân cũng như là trang Facebook, trang Zalo. Thì anh chị cứ cảm thấy là nếu mà nó đủ uy tín thì anh chị hãy chuyển khoản nhé. Nói chung là như vậy. Chứ bên em không nhận cọc, cũng không nhận ship COD đâu anh chị. Cây cối thì em không ship COD được. Nói chung là nhiều người đặt cho vui, đặt cho sang ấy thì em cũng không, nói chung là em cũng không muốn làm việc. Đó, em cũng nói thẳng như thế, nhiều khi nói trước cho đỡ mất lòng. Chứ đặt cây rồi lựa cây chán chê rồi chụp hình hết góc này đến góc kia xong cuối cùng anh chị đòi COD xong rồi anh chị bỏ, anh chị không mua nữa. Rất là mất công tụi em. Nói chung bây giờ công việc bây giờ nó cũng chiếm thời gian nhiều, mình không có thời gian mình đi mình làm được cái kiểu như vậy nữa. Đó, nói chung anh chị chốt được thì anh chị cứ theo dõi cái trang cá nhân của em rồi thông tin số điện thoại, địa chỉ bên em có cung cấp rất đầy đủ rồi. Anh chị cứ tham khảo hết đi rồi anh chị đưa ra cái quyết định nhé. Rồi, em xin nhắc lại cái thông tin cây má mì này là cây tụi em trồng thuần lâu rồi, gần một năm rồi. Và một chậu hai thân và tụi em đang bán là 180 ngàn một chậu. Cây lớn rồi nha anh chị. Đó. Anh chị lựa trước ấy, em sẽ ưu tiên lựa trước những cái chậu đẹp, lá đẹp đều cho anh chị trước nhé. Nói chung là như vậy đấy. Đây, những cái chậu đẹp đều như này nó sẽ như này này. Lá nó đều nhau. Đó. Vâng, em xin cảm ơn anh chị rất là nhiều. Em xin kết thúc cái video tại đây.